thì mấy chục cây mà các bạn có thể mất là gần 100.000 rồi. Đắt thật. Đi Hà Nội, Ninh Bình đi gần 100 cây hết có 100.000. Đây đắt gấp đôi lần đi Lạng Sơn, đi ấy. Đi Hà Nội, Ninh Bình. Đi đấy, bây giờ đấy các bạn đã thấy núi đá chứ, lúc nãy mình đi. Bây giờ là vào quốc lộ 1A thì xin quay về quốc lộ 1A. Thì được. Sao tránh mà đường cao tốc vắng thế? Đó thì tại sao? Xin chào quý vị các bạn, mời quý vị các bạn cùng đến với cung đường 1A. Và hôm nay mình đi thăm một người em mở võ đường ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Người đã kia là đi lên phải, trên thằng nó dậy ở dưới này, chứ nó không phải, nó dậy ở trên kia. Đó, chúng ta đã đi vào đường quốc lộ 1A, kia đường cao tốc, phí nó cũng là một vấn đề nên là đường vắng là phải. Sẽ đọc tôn chỉ môn phái ở môn Hiếu Lâm Bát Phái và Tam Quyền.